có gì cả, nhưng chỉ có cái là mình không ngờ là vlogger đơn giản như vậy lại có thể thành công. Mình không ngờ ra, mình chưa tưởng tượng ra vậy. Trước đây mình làm YouTube mình luôn luôn tưởng tượng là làm vlogger nó phải như thế nào đó, nó phải như thế nào đó chứ không phải là như thế này. Hello, xin kính chào các bạn và tất cả anh chị em. Cảm ơn Chúa vì anh chị em có mặt ở đây trong cái video này. Thì thực ra mình cũng không muốn làm cái video này đâu, nhưng mà thực ra lại có rất nhiều người khi mình ra đường bây giờ cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ. Thực ra thì mình không thích cái tên Lộc Phụ Hồ một tí nào cả. Nói không thích thì nó không phải là đúng lắm, nhưng mà từ khi mà có người khác cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ thì mình cảm thấy là cái tên của mình bị biến đổi, mình không thích. Mình không thích người khác gọi mình bằng một cái tên khác. Và khi mà mình thấy mọi người cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ nhiều quá thì mình cũng không biết là anh Lộc Phụ Hồ anh đã làm được cái gì ở trên mạng. Thì mình cũng không biết là anh Lộc Phụ Hồ anh ấy là ai và anh ấy làm gì để trở thành nổi tiếng, mà đến bây giờ mà mọi người lại cứ 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 cứ, cứ hỏi về cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ. Bây giờ là mình sẽ tra về anh Lộc Phụ Hồ này, thì mình cũng không 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 muốn đâu, không muốn làm cái video về ông Lộc Phụ Hồ này đâu, nhưng mà thôi thì mình sẽ làm để mình sẽ biết anh ấy là ai và anh ấy đã làm gì để thành công, thì chúng ta sẽ học tập một bài học của anh ấy. Thì nó là một phần như vậy, với lại một phần nữa là trước đây mình cũng đã làm cái kênh của bà Tân Vlog rồi. Đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là có rất nhiều những con người bình thường chân chất dân quê họ làm những cái điều rất là đơn sơ như vậy thì lại có rất nhiều người xem, bởi vì người xem đôi khi họ lại thích những cái đơn sơ, những cái giản dị, những cái mộc mạc, những cái chân thành như vậy. Mỗi người có một cái thị trường riêng của bản thân mình, đúng không? Nhưng mà mình chỉ hơi bực mình một tí là người ta không nhớ đến 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 đến, đến bản thân Lộc sau 4 năm, 5 năm làm YouTube người ta nhớ đến anh Lộc Phụ Hồ này. Thì mình cũng không biết là anh Lộc Phụ Hồ này đã làm những cái gì. Thì mình cũng chưa xem chính thức về cái thông tin và những cái video mà anh này làm, mình không phải một fan hâm mộ hay là hiểu về những cái lĩnh vực của anh Lộc này làm. Bởi vì mình là làm về giáo dục, còn anh này là làm về tính chất vlog này thì mình không hiểu được. Hiện Thì ở tượng đây mạng là Lộc đang có một Phụ cái Hồ, kênh này, trang phục. kênh Việt gì đây, kênh Việt Việt gì đây, không không đọc được luôn. Đây Lập đây người đăng đây là ký Lộc Phụ anh Hồ Lộc hoặc Phụ như Hồ một đây. YouTuber có. Đây là Theo đó, kênh YouTube cá nhân của Lộc Phụ Hồ sở hữu 1,17 hình như triệu đây lượt là người đăng ký vợ trong của một anh năm, ấy, hơi xung và quanh cuộc đây sống anh hiện là nút bạc. Bây giờ hình như anh ấy sẽ có nút vàng rồi. Bây giờ mình sẽ xem một cái video của anh Lộc Phụ Hồ nhé. Chào tất cả mọi Đây người nha, thì chúc đây mọi là người anh Lộc đón Phụ Hồ ngày đấy mới các mạnh bạn vui ạ. vẻ. Phụ Ở Hồ chủ đấy tập mà đi xây à? hồ á, hồ này Mình mới không mạnh hiểu vui là mà từ được bạn Phụ nào Hồ mới đâu. Thực mới ra cho đấy biết. thì mình là người Bắc, là người Hải Phòng, mình không hiểu là Phụ Hồ làm cái gì đâu. Phụ Hồ thì, bởi vì là người Hải Phòng này sẽ dùng từ phụ vữa, còn Phụ Hồ thì mình không hiểu. Đổ nước xi măng xong lên là mình mới xây. Nó mới ăn được cái hồ đó. Hồ thì lọc đáy sáo xong rồi nè, nói chung là nó không khô mà nó cũng không Đấy ướt thì cho lắm. họ Nè nè, đó, mình theo đó cũng đỡ anh người. ấy nói như thế có nghĩa là vữa có nghĩa là hồ rồi, vữa có nghĩa là hồ. Đây lên lên là nó hơi Đây là xấu một anh xíu rồi. xây được một bức tường Bây rồi, giờ mình để làm xong rồi đây là để anh cho nó hướng dẫn người tô ta nha. xây Rồi tường. bây giờ là quanh cái này nè. Dùng cái thuốc, cái Đơn thuốc. giản một cái video như thế này thôi, nó chỉ là một cái bức tường rất là nhỏ, một con người rất chân thật thôi, nhưng mà nó lại là 1.131.000 view, 1.131.000 view, ca view. Thì cái video này nó rơi khoảng tầm 4 5 triệu rồi. 4 5 triệu tiền YouTube rồi. 4 đến 5 triệu tiền YouTube với cái view Việt Nam. Với nước ngoài thì nó có thể rất là nhiều hơn. Bây giờ lại có những người gọi anh ấy là thầy này. Anh Lộc Phụ Hồ này đã làm cái gì? Bây giờ mình sẽ vào cái kênh này xem là mình sẽ đánh giá cái kênh này anh ấy đã làm cái gì. Bây giờ mình xem cái tổng quan này. Lộc và Thủy đúng không? Lộc và Kim Thủy này. Anh này là Văn Lộc luôn nhá. Mình cũng Văn Lộc. Anh này không biết họ gì, mình sẽ tra họ của anh Lộc Phụ Hồ này luôn. Lộc Phụ Hồ là ai? Mình sẽ tra luôn. Tại sao anh này cũng là Văn Lộc luôn? Mình cũng Văn Lộc. Rồi chúng ta sẽ tra. Phạm Văn Lộc, anh này là họ Phạm, mình họ Lê thôi. Phạm Văn Lộc. Ôi giời, đẹp trai quá nhỉ. Kiểu tóc cái đẹp trai hẳn lên đấy nhỉ. Đây này các bạn, đây anh ấy đây, anh ấy chuyên đi xây. Đi xây thì anh ấy làm thợ xây. Đây. Nhưng mà anh ấy làm một kênh YouTube rất khủng. Thực ra thì mình xem những cái video này thì thực ra mình không thích lắm. Và nói chung là mình không quan tâm về cái lĩnh vực này.
Bây giờ là mình sẽ xem là cái kênh này anh ấy đã làm những cái gì trên cái kênh này mà cái kênh này phát triển được. Về thứ nhất là mình đang nhìn tổng quan này, cái kênh này nó chưa đạt được cái tính chất SEO và chưa đạt được cái tính chất gọi là một kênh chuyên nghiệp. À, có cái ảnh này chuyên nghiệp này, có cái ảnh Lộc và Thủy này thì trông có vẻ có một tí edit, không thích chỉnh sửa. Rồi có cái ảnh đại diện này cũng tóc trắng này, nhuộm tóc trắng này cũng ok. Thì ở đây nó sẽ thiếu một số thứ, ví dụ như kênh của mình sẽ kênh thôi, còn đây kênh của mình thì nó lại thành khác. Đây kênh của mình sẽ thành cái khác. Bây giờ ta sẽ lấy kênh của Mix Gaming nhá. Đây kênh của Mix Gaming ảnh độ này xem nó thật thì độ tộc. Máy móc sao nhỉ? Đây. Đây, bạn nhìn đây. Kênh của độ tộc cũng không có một cái gì nó gọi là kênh của độ tộc cũng không có một cái video giới thiệu kênh. Cũng không có luôn các bạn ạ, không có luôn. Nếu như so với những gì mình được học thì những kênh như thế này thì là không tối ưu được cái điểm SEO đấy, không tối ưu được cái điểm SEO, nhưng mà họ lại nổi tiếng hơn những người tối ưu điểm SEO. Mình sẽ tìm một kênh nào mà có thể tối ưu điểm SEO nhé. Mình không phải là fan của anh Độ Tộc về đâu, mà mình chỉ nghe hai cái bài hát Độ Tộc 1 và Độ Tộc 2 thôi, mà rồi cuối cùng cái kênh Geek Mix Gaming này nó đề xuất lung tung fan luôn. Mình sẽ lấy thử kênh của Trúc Nhân đi. Kênh của Trúc Nhân là sẽ một ca sĩ nghệ sĩ này. Đây, ở đấy chưa? Một ca sĩ nghệ sĩ vào kênh họ nó khác chưa? Đấy, bạn nhìn này, họ có một cái ảnh, cái ảnh thì mình không nói đấy nhá. Họ có một cái video này, là video giới thiệu view. À, một cái video giới thiệu hay là một cái video hay nhất của toàn bộ kênh. Đó. Một cái video giới thiệu về kênh. Rồi sau đó này có những cái danh sách phát này. Đấy, rồi nhạc xuân này, đấy các bạn, đây là phổ biến này, những người bạn này, tức là hậu trường, mình không đọc cái từ này nữa. Tiếp theo là còn người ta có thương mình đâu này, đây là họ, đây là một cái danh sách phát, một cái album giống như vậy. Đây mới là một kênh chuẩn SEO. Nhưng các bạn thấy là đây là anh Lộc phụ hồ này làm, thật ra thì không có một cái chuẩn SEO nào ở đây cả. Rất là bình thường như này thôi, nhưng mà thực ra nếu như để như mà bản thân Lộc thì nó không thấy được kiến thức, không nhận được cái gì ở đây. Nói về tính giải trí thì nó cũng không biết lắm, nhưng mà nó không có thời gian rảnh để xem những cái loại như video như này. Nhưng mà Lộc cũng thường thì không xem những cái hình thức video như này, bởi vì là nó không quan tâm, vì nó không liên quan đến cái lĩnh vực mà mình quan tâm lắm. Bây giờ mình sẽ xem về cái tổng số video anh ấy làm được nhé. Ở đây nó có một cái đặc biệt, đó là cái tổng số video nó lại không hiện lên trên kênh. Đây là video 11 tháng trước, tức là anh này mới làm video được, anh Lộc Phụ Hồ mới làm video được có gần 1 năm thôi. Đây là ngày 23 tháng 9 năm ngoái, thì hôm nay là ngày 9 tháng 7 năm 21 rồi, tức là gần 1 năm mà anh ấy làm 20 triệu tiền YouTube một tháng, thì đây cũng là một điều khủng khiếp. Còn anh ấy làm trước đây nữa hay không thì mình không biết các bạn nhé, mình không biết, mình chỉ xem đây là video, đây là trên kênh này, video cuối cùng của kênh thì là 11 tháng trước. Thì đúng là thật sự là mình rất là khâm phục anh này, nếu như mà anh này nào, vì mình đã làm 4 năm rồi mà thậm chí lúc 3 không đạt được. Đấy, có rất nhiều người ủng hộ, rất nhiều người comment, rất nhiều người đánh giá. Thì này thì video như này thì sẽ được đánh giá, sẽ được đề xuất, sẽ được chốt sale rất cao. Vất vả mới thành công, cô nên idol. Đấy. Anh ấy chỉ nên mạng anh than thở là chủ nhà đánh bản quyền xóa video kênh bé Thủy. Vô lên tiếng bảo vệ. Thật sự là mình không hiểu là vợ chồng anh ấy làm cái gì, nhưng mà mình chỉ thấy là thật sự là họ không làm cái gì mà nó ra một cái nghệ thuật hay là một cái livestream hay một cái gì, nhưng mà nó đơn giản, nó chỉ là mình sẽ làm có gì ăn uống vui chơi đây hả, cùng ăn này, vợ đi vắng xong lại thử cắt tóc ngắn này, chứ với nó chỉ là những cái vlog đơn giản thôi. Video động phòng. Được, nó cũng có những cái ý tưởng, những cái tiêu đề cũng rất là hay. Lần đầu tiên bé Thủy lãnh được số tiền lớn từ YouTube. Rất hay. Hình như cái kênh này nó là kênh chung của hai vợ chồng anh ấy sao ấy. Thì hình như anh Lộc Phụ Hồ này có một kênh riêng. Hình như như vậy. Mình đang thấy ở đây là như thế, bởi vì là cái ảnh tiêu đề này nó cho mình biết là như thế. Bây giờ mình sẽ tìm cái kênh nào đó là. Nhưng mà đây là Lộc Phụ Hồ TV mà. Còn gì không? Lộc Phụ Hồ TV mà. Mình xem có một cái kênh nào nữa không? Mình sẽ xem có kênh nào nữa không nhé. Thực sự là mình rất ghen tị với các anh này.
bởi vì là mình bị đi ra đường và mình bị người khác gọi là lập hồ, mình sẽ tìm anh ấy làm rất là nhiều kênh các bạn nhé. Kênh này là 1,8 triệu này, 1,3 triệu này, kênh này có 3 video này, kênh 1,3 triệu này có 98 video và 100 video nhé. Các bạn biết không, là hơn 4 năm qua là mình làm cái kênh YouTube của mình là hơn 1.000 video, bây giờ sắp 1.500 video rồi mà mình còn chưa đạt được nút bạc, nhưng mà người này làm rất là ít thôi. Ở đây có rất nhiều kênh liên quan đến Lộc Phụ Hồ luôn các bạn ạ. Này, rất nhiều luôn, Lộc Phụ Hồ TV 12 người đăng ký, FC Thời Lộc, Lộc Phụ Hồ TV, tất cả các loại. Nó chỉ có một kênh chính 13 triệu view ở bên trên thôi, đó là chỉ có kênh đó thôi, không còn một kênh nào nữa là kênh chính cả, chỉ có kênh đấy thôi. Có lẽ là ngày xưa là những cái video đầu đầu tiên anh ấy làm anh đã xóa đi sao không hiểu, là anh ấy làm cách đây gần 1 năm thôi. Thì mình vào đây mình thấy là đa phần là quay về cái vợ chồng anh ấy, anh chưa quay một cái video nào mà chưa lúc đấy chưa lấy vợ nhỉ, quay video nào nữa chưa lấy vợ nhỉ. Đây dưới đây video này là video bắt đầu từ video này là lấy vợ này, là 11 tháng trước là ngoài anh lấy vợ này. Đấy. Thì còn tất cả những cái video này là toàn đấy thôi. Còn chắc là ngày xưa anh đã làm rồi nhưng mà nó bị xóa đi. Lộc không biết về quá khứ của anh này nhé. Bây giờ Lộc sẽ quay lại cái xem là tiểu sử của Lộc Phụ Hồ nhá. Đây. Lộc sẽ đọc qua cái bài báo này xem như thế nào. Đây đọc rõ. Anh đọc này là hơn mình 1 tuổi này, xem 94 này. Đây là một điều khá là hay. Người sinh năm 94. Sinh năm 94, cha Lộc là lấy hai người vợ. Thì mẹ Lộc là vợ hai, mẹ của Lộc Phụ Hồ là vợ hai. Sinh ra gia đình nghèo khó, mình sinh ra nghèo khó mà. Mình còn bố mất được cơ. Idol nổi tiếng khi chia sẻ bức ảnh cá nhân, caption vui nhộn. Hài hước có chút ảo tưởng nhưng lý do gây ấn tượng, thế thì nó nếu mà với cái hài hước vui nhộn và ảo tưởng này thì nó có giống anh Lệ Rơi không? Không, anh Lệ Rơi anh làm cái khác, anh Lệ Rơi vẫn chân thành hơn. Lý do Lộc làm gây ấn tượng cộng đồng mạng là nghề phụ hồ là một nghề tiêu chuẩn để các giới trẻ thời nay. Nghề phụ hồ là một nghề tiêu chuẩn để các bạn trẻ thời nay lấy ra để trêu đùa nhau mỗi khi học hành không như ý muốn hay thất nghiệp. Tận dụng cơ hội này, Lộc đã vận hành để trở thành người nổi tiếng, một người Facebook. Tức là anh ấy đã biết sử dụng công nghệ và nổi tiếng trên Facebook. Đây những cái ảnh này, cái ảnh này mình nhìn mình chỉ thấy nó không vui vẻ gì cả. Nếu mình nhìn cái này ở trên mạng hay là mình nhìn thấy ở trên Facebook thì mình sẽ lướt qua ngay, mình thấy nó dở dở đó chứ mình chả có thấy. Thành lập kênh YouTube là tháng 7 năm 2020, đúng là 1 năm thật, 14 tháng rồi đúng không? Thì cái kênh tìm hoặc là phụ hồ TV này là đúng như vậy rồi đúng không? Vậy là anh em cũng là không biết là anh đang làm cái gì nhưng mà có lẽ cũng rất là giỏi. Chắc là mình sẽ phân tích SEO của 1-2 video để các bạn hiểu. Tính cách vui vẻ bình dân, sở hữu kênh YouTube này. Thì anh đã mua sắm cho bản thân SH điện thoại, mua được cả xe mẹt các bạn. Mua xe mẹt thì mình thấy hơi quá sao ấy, thật không nhỉ? Nếu mà mua xe mẹt, mà nếu mà làm YouTube là mua xe mẹt thì mình thấy hơi quá. Tất nhiên là mua được, tất nhiên là nếu như mà làm YouTube 1 tháng 30 triệu, 40 triệu, 50 triệu thì có thể là mua xe mẹt thật. 1 năm thì nếu mà làm 1 năm thì chưa đủ để mua xe mẹt. Mà có vài viết này có hơi quá nhỉ. Nếu là 1 năm thì chưa đủ, làm vài năm thì đủ. Nhưng là 1 năm thì chưa đủ. Điểm trai thông minh này. Mình thấy anh này thì thực sự là anh này bình thường chứ không thật sự điểm trai. Xuất hiện với nhiều gái xinh. Ok, gái xinh, chấp nhận. Kết hôn với Kim Thủy. Chung quy là anh này có lẽ là làm một vlogger chia sẻ về cuộc sống cá nhân của anh thôi. Nó không có gì đặc biệt lắm, nhưng mà là một con người xây dựng, là một con người thành thật chất phát, có lẽ là như vậy. Người ta yêu quý một người cũng bởi vì cái sự chân thành, cũng giống như yêu bà Tân vậy, yêu quý bà Tân vậy. Thế thì mình không không ấy. Bây giờ mình sẽ phân tích phi SEO nhé, điểm SEO của 3 video đi. Mình sẽ lấy một cái video là có tương đối là nhiều view. Đây, đám cưới à? Đám cưới thì không nên phân tích SEO. Đám cưới thì người ta sẽ search ra, nó sẽ không hay một cái video trung bình thôi. Đây, lập video thông báo đã lập kênh mới. Thì cái này nó ăn theo thương hiệu rồi. Đây, mình sẽ lấy cái này hơi ít view thì có lẽ là, nhưng mà tương đối nó chỉ như này thôi, nó cũng không bao nhiêu.
Rồi, mình sẽ lấy cái view này bởi vì là thông báo tin vui, là phụ hồ thông báo tin vui. Ok, thì mình sẽ lấy này đi cho xem là cái tính chất SEO một vài tháng sau sẽ có một cái gì nữa. Lập công khai tiền YouTube này, công khai tiền YouTube thì nó lại mang cái tính chất SEO khác. Mình sẽ lập nếu phụ hồ nào nghỉ YouTube. Thực ra thì mới làm nó có một vài chục video mà đã đăng một cái video làm nghỉ YouTube thì có lẽ là rất ảnh hưởng đó. Anh này rất ảnh hưởng đến cộng đồng luôn. À, làm ăn thì ít view luôn này. Ta sẽ lấy một cái là phụ hồ chơi lớn cầm 4 tỷ xuống cửa hàng mua xe ô tô à? À là phụ hồ cầm 4 tỷ đi mua ô tô thật thế này các bạn ạ. Mình sẽ lấy cái này. Không biết là ảo hay thật. Rồi tiếp theo là mình sẽ phân tích SEO của một video nào nữa. Tâm sự tình cảm lần đầu tiên bé Thủy tự nguyện trôi lọc hôn môi. Bé Thủy từ lòng mẹ. Cứ thực ra nó chả có cái gì cả, nó chỉ là cuộc đời gánh thôi mà. Nó không có cái gì mang cái tính chất là ấy cả. Nên mình sẽ xem để xem nó nghệ thuật như thế nào. Nó như thế nào mà tại sao mà nhiều người lại xem thế. Lộc bộ xe máy gì đây, 6 tháng quen nhau gì đây, tình cảm đây. Mình thật sự là không, nhìn đọc tiêu đề mình không muốn là lựa chọn đầu cái video nào luôn. Đây, MV đầu tay này. Cho nó mỏng hai Tết là từ năm ngoái rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái video mới nhất của anh ấy. Video mới nhất là anh ấy là ăn uống thôi. Còn video của anh là đề cương thi, dạy học. Rất nhiều người xem luôn. Xem anh ấy xúc vữa, rất nhiều người xem luôn. Có thể là cái video này được đề xuất cao. Nó kể khổ này, từng ngày xưa khó khăn như thế nào. Cái video kể khổ này thôi mà cũng khá là nhiều view đấy nhá. Video này kiếm được vài triệu nhá. Kể khổ cũng kiếm được vài triệu ấy. Nếu mà kể khổ kiếm vài triệu thì chắc mai cũng phải kể khổ thôi. Tại sao nó phụ hồ dạy học ở nhà? Ăn mừng ba con gà nướng. Rất nhiều view nhá. Rất nhiều view, mình sẽ lấy cái này đi. Công khai cái này thì không lấy được. Công khai cái này thì không lấy nhá. Mình sẽ lấy cái này. Bây giờ mình sẽ chỉ phân tích SEO thôi. Bây giờ sẽ phân tích SEO này. Mình sống nghệ thuật quá nên mình phải phải sử dụng nghệ thuật áp dụng vào cái video của những con người bình dị để xem họ nó như thế nào. Thứ nhất là về điểm SEO ở đây chấm được 67 9 điểm SEO ở đây chấm được 59 gọi 60 điểm nhá. Chúng ta sẽ thấy là ở đây là title là không được này, title dài quá. Ở đây thẻ tag thì lại ngắn quá, thẻ tag này ít quá, coi như là không có thẻ tag luôn nhá. Thẻ tag kênh và thẻ tag video đều không có luôn. Mô tả cũng không có nhá, mô tả rất ngắn luôn, không có mô tả luôn. Nhạc trong video này không có gì luôn, thẻ này không có gì. Tức là anh này gần như không có một cái đào tạo, không có học hay không có biết gì về cách làm YouTube luôn. Anh ấy cũng không share lên Facebook luôn, ở đây không báo cáo là share Facebook này. Đấy. Nhưng mà anh có một cái thumbnail được đánh giá ok. Đấy. Có một cái tỷ lệ public tốt, có rất nhiều comment tốt, có rất nhiều comment tốt và có rất nhiều team để lại cho video này, rất nhiều team để lại cho video này, thì đây là cái SEO tốt nhất. Và nó đánh giá là không cần phải tiêu đề nhá, không cần thẻ tag nhá, không cần mô tả nhá, không cần màn hình kết thúc, nhưng 60 điểm SEO thì có nghĩa là cái thương hiệu của anh này khá là lớn. Anh này thật sự là không có một cái gì ok luôn, không có một cái gì ok về về SEO luôn. Ở đây nhé, backlink này không có này, outlink không có này, rồi là mạng cộng đồng xã hội cũng có này. Đơn giản là anh chỉ sống bằng thương hiệu thôi, sống bằng cái tên tuổi Lộc Phụ Hồ thôi. Có nghĩa là cái tên Lộc Phụ Hồ này nó rất là giá trị, rất là giá trị, nó là tiền. Đây là hai vợ chồng anh ấy đây, anh này cũng xăm chỗ ấy chứ, anh này xăm chỗ thế là cũng con người là cũng biết chơi đấy, không phải là một con người bình thường đâu, có đầu óc đấy, và con người cũng là một con người mình đánh giá là nhìn xăm chỗ thì mình luôn 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 thấy con người đấy là chất, mình luôn luôn là như vậy. Mình chơi rất nhiều người rồi, mình thấy những con người xăm chỗ thì thường nghĩ là chất. Đây anh này anh ấy quay một cái video này cũng khá là nét nhá, khá là nét này, chất lượng của một video khá là nét, 1080 HD này. Đấy, âm thanh rất là ok. Âm thanh rất là ok. Đấy. Âm thanh của video rất là ok, chân thực mộc mạc. Đấy. Cảm ơn mọi người đã. Đấy. Em chỉ nói này thôi, nếu như để như mình xem thì mình đã không muốn xem, mà đây là review các bạn, mình đã không muốn xem rồi chứ đừng có nói lại. Đây mình sẽ tiếp tục chấm chấm SEO nhá. Chấm SEO luôn. Chấm SEO cái IQ vẫn thế thôi, vẫn như thế, không có gì cả. Không có gì cả, nhưng mà có rất nhiều anh ấy lại còn biết làm một cái này nữa để đạt SEO này. Là anh ấy găm, anh ấy ghim ghim bài viết, ghim anh ghim cái
anh cái ghim anh ghim cái bình luận và để lại cái link đăng ký kênh để mọi người kêu gọi mọi người đăng ký. Đây 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 là cái sale mà anh có thể làm được. À, cái sale anh có thể làm được. À, thì còn những cái khác thì không được. Thì nói chung là anh này có một cái thương hiệu tốt. Không hiểu kiểu gì, cuộc sống này đôi khi nó may hơn khôn các bạn ạ. À, vận may, may mắn tốt hơn là khôn ngoan, tài giỏi, hiểu biết chưa chưa bằng đã, chưa hẳn đã là bằng một người may mắn các bạn nhỉ. Người may mắn là ok đấy các bạn. À, thời thế người ta thích những cái như thế này, cái chân thực, thích cái gương mặt này, thích cái con người như này, đôi khi người ta như vậy. Mình thì mình không quan tâm lắm bởi vì nó không ấy. Như đây, anh ấy đi mua ô tô thật các bạn, đi mua ô tô thật. Đây. Lấy ô tô mô hình ra để đưa. Thực ra thì nó không có cái gì cả. Thực ra nếu như để mình xem thì mình cũng muốn xem. Nhưng mà nhưng mà xã hội lại thích những cái này. Nếu mà chắc là mình sẽ bỏ cái ngành giáo dục thôi. Mình sẽ bỏ nghề giáo dục, bỏ nghề bán hàng của mình về làm vlogger thôi. Nói thật các bạn là có rất nhiều người làm vlogger nhưng không phải ai cũng thành công. Không phải là giỏi, tài giỏi đâu. Đôi khi là chỉ là cái duyên thôi, nó là cái may mắn thôi. Ok. Ok. Tình chị duyên em. Thực ra thì mình thấy là anh này không phải là một cái nhân vật gì tiếng tăm, đóng góp gì cho xã hội, hay là một cái gì nó đẳng cấp, hay là một con người nghệ thuật, ca sĩ, hay là một cái gì. Anh đơn giản anh chỉ là một con người bình thường, chất phát, mộc mạc, là một con người dân quê, là một con người lao động. Đấy. Và anh làm những cái vlogger, anh làm những vlogger và làm rất là đơn giản, cũng không có hiểu biết về SEO, không có hiểu biết về marketing, không hiểu biết về internet cho lắm. Đấy, nhưng mà anh cũng đã hiểu là làm YouTube sẽ có tiền và anh đã làm. Và khi làm lên thì mọi người lại yêu thích cái tên. Mình nghĩ là cái tên là phụ hồ, nó cũng có một cái gì đó nó cũng dễ đọc và dễ nhớ. Và cũng sẽ và cũng gợi tính tò mò đó. Ví dụ như mình xây dựng một cái thương hiệu là Lộc Điều Hòa, nhưng mà đôi khi người ta không nhớ Lộc là Lộc Điều Hòa. Giáo dục người ta không nhớ Lộc luôn. Đôi khi là có những cái này đôi khi nó chỉ là những cái giải trí thôi, những cái người ta dành người ta xem thôi. Thì lại mình không hiểu là ai đã xem những video này hay như thế nào, mà hay là anh SEO như là anh cày view hay như thế nào. Đằng sau thế giới ngầm ấy, họ có thể cày view, họ có thể làm gì đó thì mình không cần biết, nhưng mà mình nghĩ rằng là xã hội, thị trường họ thích cái này. Xã hội và thị trường họ thích cái này. Còn thích thật hay không thì mình không biết. Nhưng mà mình thấy những lượt view như này thì mình nghĩ là có một cái lượng khán giả thích thích cái này. Mình nghĩ là như vậy, mình nghĩ là vậy. Và mình nghĩ là bà Tân được ưa thích thì anh Độc này được ưa thích thì đó là điều bình thường, không có gì cả. Không có gì cả, nhưng chỉ có cái là không, mình không ngờ là vlogger đơn giản như vậy lại có thể thành công. Mình không ngờ ra, mình chưa tưởng tượng ra vậy. Trước đây mình làm YouTube mình luôn tưởng tượng là làm vlogger nó phải như thế nào đó, nó phải như thế nào đó, chứ không phải là như thế này, không phải là đơn giản như thế này mà lại thành công được. Nên là nói đúng là thật sự Lộc rất bất ngờ luôn, Lộc rất bất ngờ luôn. Sau 4-5 năm làm YouTube của mình thì mình cảm thấy là ghen tị luôn. Giới thiệu kênh này chỉ chữ xin chào thôi, không có bất kỳ kênh nào giới thiệu này. Tức là nó quá đơn giản như vậy, nó ăn lại. Nhưng lượt view của anh ấy này, cái lượng lượt view này nó đã hơn lượng lượt view mình làm trong 4 năm qua rất là nhiều rồi. Ở đó nó gấp hơn chục lần đó, nó gấp hơn chục lần luôn. Gấp hơn nhiều đấy chứ, rất nhiều hơn chục lần luôn. Nên là anh này có rất nhiều tiền đó, đúng rồi. Mình làm YouTube chỉ có 1 triệu hàng tháng thôi. Rất là buồn luôn. Nhưng anh này làm YouTube rất là thành công. Thì có lẽ là đây là một cái mà chúng ta nên học tập. Chúng ta phải hiểu là thị trường cần cái gì. Chúng ta không thể làm cái mà mình có mãi được. Thì đây là đúng là một cái điều mà chúng ta cần phải học tập. Thì thực ra thì mình không biết anh này là ai đâu. Cho đến khi đi ra đường người ta cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ. Mình không để ý anh này đâu. Mình không để ý anh này lắm đâu. Mà từ năm ngoái thấy mọi người kìa bắt đầu rầm rộ lên, xong là bây giờ thì mọi người cứ gọi mình là Lộc Phụ Hồ ấy. Mình không hiểu kiểu gì, thật sự là không hiểu. Thật sự cái những video này làm mình rất là ghen tị luôn. Mình chưa thành công này, mình chưa có người yêu này. Nhưng mà nên nhìn một người anh em hơn mình 1 tuổi thôi, làm nghề phụ hồ thôi, nhưng mà rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Rồi hẹn gặp lại các bạn trong video khác nhé. Và chắc là mình sẽ phải học bắt chước anh này thôi, phải làm những video giản dị bình dân thôi. Mình cũng là con người dân quê mà. Đôi khi mình cứ làm giáo dục mới lại làm ấy nhiều quá. Làm giáo dục mới lại làm
kinh doanh nhiều quá thì đôi khi mình đánh mất đi cái chân chất như này. Nhưng mà nói đúng là con người là cái duyên đấy, không phải ai làm vlogger cũng thành công đâu. Nhưng mà mình cũng sẽ thử xem tình hình như thế nào. Nhưng mình sẽ phải suy nghĩ về cái những video như này. Mình sẽ phải suy nghĩ về những video như này. Bản thân mình thì mình không thích những video này, nên là mình chẳng bao giờ mình làm đâu. Xem chẳng xem những nói gì về việc làm nữa. Nhưng mà thực sự là mình phải suy nghĩ thì tại sao là anh Nguyễn Thành Nam hay là thành công, bà Tân lại thành công. Tại sao lại có rất nhiều các vlogger khác thành công. Những cái mà mình không thích, không muốn làm thì họ làm lại, họ lại thành công. Thì mình phải suy nghĩ đấy, mình phải suy nghĩ các bạn. Mình phải suy nghĩ. Thôi, hẹn gặp lại các bạn trong tất cả video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn.